Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi chàng trai. Dạ em tên là Đặng Tiến Đủ. Đặng Tiến Đủ. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 30. 30. Dạ. Nghề nghiệp gì? À, công việc của em hiện tại là đang làm bên công ty gỗ, bộ phận kế hoạch. Em quê ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai luôn. Rồi phía bạn gái giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Mai Phương, em 25 tuổi và em hiện sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Bình Định chị, nhưng mà nhà thì vào trong này khoảng hơn 20 năm rồi. Hồi nãy bạn trai là ở chỗ nào? Đồng Nai. Dạ Đồng Nai. Đồng Nai. Rồi. Mới tuần trước em mới xuống Vũng Tàu xong. Tuần này gặp Vũng Tàu đúng không? Dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Dạ điểm mạnh của em đó là rất thích ca hát, vui vẻ hoạt bát và biết cách quan tâm chăm sóc mọi người. Tốt quá. Dạ. Điểm yếu? Điểm yếu của em đó là thẳng tính và hơi nóng tính một tí. Dạ. Đã thẳng tính rồi mà còn nóng tính nữa. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? À, điểm mạnh của em là em hát được, rồi chơi thể thao được. Em thì biết nấu ăn, em tự lo giặt đồ, quét sân, rồi dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn. Nói chung là tất cả việc gì phụ nữ làm mình có thể làm được. Dạ được. Ngoài một chuyện là sinh con. Dạ đúng rồi. Vậy là được rồi. Dạ. Tốt rồi, còn điểm yếu? Dạ điểm yếu của em là em hay nóng tính nhưng mà hay nói lớn tiếng, nhưng mà rồi lại thôi. Bên kia cũng nóng tính, bên đây cũng nóng tính. Hai người coi như là không ai kiềm chế được ai là mệt lắm á. Đôi lúc nhiều khi lửa với lửa nó mới nhập vô anh. Dạ. Cũng có thể như vậy ha. Dạ. Tình trường của mình thì sao em? Dạ em trải qua hai mối tình rồi chị. Một mối tình hồi còn đi học, còn một mối tình thì chia tay cách đây cũng 7-8 tháng rồi, nhưng mà em nhưng là không có còn vương vấn gì hết. Dạ. Rồi tình trường bạn trai. Dạ em thì cũng hai mối tình, sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên. Dạ lúc đó là em học lớp 12. Bao nhiêu năm? Lúc đó hơn 10 năm rồi. Chúng ta bỏ qua những cái quá khứ đi ha. Dạ. Bây giờ đang hướng tới điều tốt đẹp nhất. Mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em? Dạ cao một tí, tại vì em thì thấp bé quá, em sợ nếu mà bạn trai mà cũng thấp nữa thì em sợ là đẻ con ra toàn là chú lùn không thì thôi. À, có công việc làm ăn với lại có nhà cửa luôn ổn định thì càng tốt. Dạ. Hoặc là đang có ý định mà mua nhà mua cửa để xây dựng chuyện gia đình luôn. Chúng thì càng phải tốt. An cư mới lạc nghiệp. Dạ, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ mẫu người lý tưởng của em đó là anh Quyền Linh. À, anh Quyền Linh chương trình này như người ngắm nghía anh lắm. Dạ. Anh đưa lấy anh Linh ra làm cái chuẩn không à? Em rất thích cái khuôn mặt phúc hậu của anh Linh. À, rồi điều gì em ghét, em không thích ở người bạn người chồng tương lai của mình? Dạ đó là ăn mặc lụm thùm với lại bày bừa mọi thứ em không thích. Rồi em sợ nhất là gặp phải bạn trai mà gia trưởng với lại lăng nhăng á, kiểu rồi tính đàn bà nữa chị. Em sợ nhất là gặp phải như vậy. Em hỏi thử ảnh có anh có gia trưởng lăng nhăng. Anh trai có gia trưởng không ạ? Không em, anh không có gia trưởng đâu. Dạ, rồi anh gia đình đã tính gì tới chuyện cưới hỏi gì chưa anh? À, nếu mà được á mình tiến tới khoảng 6 tháng đi thì có thể mình tiến tới hôn nhân thì được. 6 tháng. 6 tháng. Giờ cũng hối rồi đó. Dạ. Nãy giờ bạn gái đưa bao nhiêu tiêu chuẩn đó em, cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nhà cửa em có sẵn rồi. Rồi. Nhưng mà chắc bạn gái có làm dâu được không? Là anh sống chung với ba mẹ hay sao ạ? Ba anh thì mất lâu rồi, còn anh sống chung với mẹ thôi. Thật sự là tiến tới với nhau thì chuyện đó em cũng không thành vấn đề đâu ạ. Vậy cũng ổn rồi ha. Dạ. Còn em muốn tìm một cô gái như thế nào? Em dễ lắm. Bạn gái của em là đừng, thứ nhất là đừng có ghen tuông. Có ghen mà đen đúng á thì bạn muốn làm gì em thì cũng được. Còn mà vớ vẩn thì em không thích. Với lại biết chuyện là được. Tức là dạ. Đối xử đối nhiên xử thế với gia đình này dạ, kia đúng rồi. Dạ. Thôi để anh qua anh coi coi. Coi coi cô này như thế nào nha. Đàn trai qua coi mắt. Dạ, à, chào em gái dễ thương. Dạ. Nãy giờ anh đưa ra tiêu chuẩn gì em thấy em đáp ứng được không? Dạ nói về chuyện ghen thì tất nhiên trong tình yêu là ai cũng sẽ có ghen. Nhưng mà nếu mà anh không muốn mà em ghen vớ vẩn thì anh cũng phải làm việc gì cũng phải rõ ràng một tí và phải tôn trọng em, đặc biệt là điều đó. Được không em trai? Dạ được anh. Được rồi. Dễ thương đó. Dạ. Đàn trai thấy được. Đàn trai thấy được nhưng mà đàn gái phải coi có thấy thì được rồi, hay không coi chứ. Qua, coi à, đi. Đàn trai em nhờ chị. Bây giờ nếu xấu được... đâu đàn trai cũng ngon lắm mà. Bên đó thì nói là muốn tầm là 6 tháng nhưng mà phía bên mình thì em muốn ví dụ được thì bao lâu kết hôn được? Dạ em thì khoảng 1 năm đổ lại được rồi chị, không cần lâu quá. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ
mẹ em hối miết, mẹ em nói năm nay không được là sẽ đuổi đi. Hả? Dạ. Hôm nay là 28 hả? Dạ, không em sợ đuổi đi. Chị. Mà giờ năm nay là phải làm liền chứ, vậy là kế hoạch 6 tháng của anh nó cũng hợp lý đúng không? Nếu mà được thì là cuối năm. Thì vậy em là cũng được sợ. Rồi. Xuống 5 tháng cũng được. Đó, bạn trai đó. Em chị. Rồi, chào em ha. Lịch lãm lắm mà. Nhà cửa công việc ổn định hết trơn rồi đúng không? Dạ đúng. Mình có định phát triển kinh tế, mình mở rộng kinh doanh hay là gì không? Dạ có. Mình có thể kinh doanh, mình buôn bán thêm cũng được. Rồi, theo chúc em sẽ sớm đạt được những cái kế hoạch trong tương lai ha. Dạ. Rồi, hy vọng là cặp đôi này cuối năm này đám cưới được á. Dạ. Em mời anh chị rồi, đi luôn chị nha. Thấy là hợp lý mà, anh tới Đồng Nai ra Vũng Tàu. Nghe em nha. Dạ. Rồi, cao ráo, nói chung là men. Rồi, bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với cô và với em gái. À, mình hỏi thêm ý kiến của mẹ đi nha. Của mẹ là khỏe rồi ha. Dạ, chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Và quý vị khán giả. Chào cô. Nói chung mẹ nhận xét anh trai bên này thì cũng được. Theo ý mẹ là khoảng được bao nhiêu phần trăm? Thì tuổi tác thì hai cái tuổi này là chắc cũng hợp. Nó lớn hơn con 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi. Hợp tuổi không? Lớp dạ tuổi được không? Dạ được chị. Hiện tại ở với mẹ hả? Dạ. Nhà gia đình được mấy anh em? Nhà con được 6 anh em. Xem em có gia đình hết, con út hay là giữa hay con sao? Con là út luôn. Còn mình còn ở với mẹ hả? Hiện tại thì con với lại người chị sinh đôi. À. Em có hai người chị sinh đôi. Rồi. Một chị thì lấy chồng rồi, còn người nữa. Em dạ. Cho nên là ở chung với lại má. Còn nhà có 3 người đó. Dạ. Còn mấy người kia thì đi làm xa. Dạ. Người kia cũng chuẩn bị lấy chồng đi về nhà chồng rồi đó. Thì theo mẹ thấy thì cái công việc làm cũng ổn định, nhìn cũng chững chạc, đến đây đã là một cái duyên rồi. Thì tùy hai đứa cho nhau cơ hội để có thời gian tìm hiểu lâu hơn, và nếu được chạy tiến tới xa hơn để hai bên gia đình được vui. Xin à, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chung với lại một người bạn thân với lại hai đồng nghiệp của em. Chào Nguyễn Linh và chị Khắc Tường. Bạn thân em có tật xấu gì không? Dạ, không có anh. Bạn sao không sao? Có được, nói xạo anh. Ai mà không có tật xấu. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là bạn em cũng có một chút hơi nóng, nhưng mà nóng rồi cũng qua thôi. Bạn em không phải là người chung thủy không? Thì cũng có thể đó. Chứ sao có thể? Thân mà sao có thể? Dạ là chung thủy với người yêu phải không? Đó. Dạ có thể. Tình trường có đánh nhau bao giờ chưa anh? Chắc không đâu. Đó là thằng nó thật đó. Dạ. Ừ, nó thật. Trong sống là hòa đồng vui vẻ với mọi người lắm. Dạ. Mà cũng chăm làm nữa. Rồi. Theo em thì bạn thân em có nhấn nút không? Thì chắc bạn có thể nhắn đó. Nữa cũng có quan trọng các bạn bên này không biết. Sao cái gì cũng có thể như là có thể không vậy? Bạn không có gì chắc chắn hết trơn vậy. Mày chắc cứu giùm tao cái mình. Nói chung bạn có chắc chắn rồi đó. Chắc chắn rồi đó. Ờ phải vậy mới được. Mạnh mẽ lên. Anh có bạn gái chưa? Dạ. Anh có bạn gái chưa? Em á hả? Hả? Dạ em đeo hai chiếc nhẫn rồi. Đeo hai chiếc nhẫn hả? Hai không. Vợ rồi hả? Không có. Vợ mập quá mà không được. Em mang luôn. À. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Đúng là bạn thân hơn ai nấy lo thiệt luôn. Thôi mình đã nghe ý kiến. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Đây giây phút của mình nha em. Không gian này của tụi em đó. Rồi em bắt đầu đi. Đấy, có đồng tiền điếu là dễ thương đồng lắm tiền. Anh đẹp quá ha. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi anh. Em có món quà nhỏ gửi anh ạ. Dạ, cho anh. Hai, đứng đó đi, hai bạn đứng đó. Đứng đó để mọi người ngắm xem. Dạ. Thấy hai người này có tướng phu thê gì không vậy mọi người? Thấy hợp nhau không? Hồi nãy nói hai người rất là thích hát đúng không? Hai người có thể đứng hát chung một bài nào đó thử coi. Thử anh xem. Thích hát bài gì? Anh hát nhạc trẻ hay nhạc sớm gì hát cũng được hết. Nhưng mà anh muốn bài gì? Anh là thích hát bài Vì Yêu. Em biết không? Dạ biết. Đó. Rồi vô. Hợp nhau rồi đó. Nhìn nhau nha, hai người hát nhìn nhau. Coi như không gian đây không có ai hết, chỉ có hai bạn thôi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc anh xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Thôi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em ra vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm không mưa trong lòng giông tố. Giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. Được. Xuất sắc. Được rồi. Vậy là hợp nhau rồi, rồi đó. Rồi chúng ta ngồi tâm sự một chút xíu đi là quyết định nha. Anh đã chuẩn bị gì cho cuộc sống gia đình chưa?
có chuẩn bị thứ nhất là tinh thần trước rồi đó. Dạ. Còn mà vật chất thì cũng nói chung là được 50% thôi. Dạ. Này em có nói là em tên gì anh quên mất tiêu. Em anh biết em 25 tuổi thôi. À, Mai Phương. Mai Phương. Dạ. Em nhớ anh là tên gì không? Dạ nhớ. Tên Đủ. Đúng rồi. Làm Đủ tên dễ nhớ quá mà phải nhớ chứ. Em hay quên. Dạ. Cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào? Em nhớ đồng tiền của em. Anh cũng có luôn. Chị Cát Tường cũng có luôn kìa. Ba đứa mình lấy nhau là lúc đều luôn. Lúc nào không lên nổi luôn á chị. Đủ tiền luôn á chị. Em tin đủ có đồng tiền đủ tiền luôn. À, đối với anh bây giờ điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất khó gì nghĩ quá, giờ em đang rối mà. Phải cho qua được không? Thì anh nhắn tin với em không? Vậy anh nợ em câu hỏi đó nha. Rồi. Dạ. Nãy anh có hỏi em á là ví dụ nếu mà em về em làm dâu được á, ví dụ em có ngại vấn đề nhiều khi rồi, nhưng mà má anh kỹ lắm, đáng lẽ hôm nay má anh có đi nè, mà tại vì má anh nhà mất giữ em, con của anh em. Dạ, má anh kỹ tính đó hả? Quét suốt nhà, quét suốt ngày à. Ở nhà của mình cứ sáng quét, chiều quét, trưa quét. Tính anh sao, có kỹ tính không? Anh thì ví dụ ở nhà anh có mấy lần má anh chửi á, mày sao mày bài quá, nói trời nhiều khi con bài má mới dọn chứ con không bài sao má dọn được. Còn còn đi chỗ khác á thì phải kỹ. Đúng như vậy, ở tập thể chung công việc rồi đó mình phải gọn gàng kỹ cho nó, không gian làm việc nó đẹp hơn. Dạ. À, công việc của em hiện tại là gì? Dạ em làm trong spa. Nếu mà có thể cưới nhau thì cứ phát triển công việc của em thêm. Em vẫn là... thích là kinh doanh mua bán hơn. À dạ. À vậy hả? Mình tự làm chủ bản thân mình. Dạ. Có thích mở spa làm đẹp ở Vũng Tàu cho vợ mình làm không? Dạ vì spa thì chắc em chưa có tiền mở qua mà. Đâu, spa chỉ cần mặt bằng thôi mà. À vậy. Cũng không cần phải gì nó ấy lắm. Để em về em xin tiền má. Má cho không? Không biết. Trời ơi, sao gì cũng không biết trơn vậy. Để nãy quên hỏi má. Để xíu em về em đợi hỏi má coi má cho. Nhưng mà về ý kiến riêng của anh phải có cái định kiến riêng của anh chứ. Đúng rồi. Ý là anh đã chuẩn bị sẵn cho tương lai rồi. Có nghĩa là chuẩn bị trước tinh thần rồi đó. Em hiểu không? Tinh còn thần mà ví dụ thì... giờ còn vật chất phải cho phép nữa. Ví dụ hiện kim hiện vật. Nhưng mà giờ em lấy vợ em có hỏi ý kiến má không? Không, ở nhà em dễ lắm anh. Sướng thì mày nhờ, khổ thì mày chịu thôi. Gia đình em là vậy. Tức là em có quyền quyết định đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ hỏi má là mệt lắm á. Mẹ muốn nói gì kìa. Dạ. Cho cô chỉ nói con có hút thuốc không? Có thường nhậu không con? Con thì nhậu. Có thường, không phải là thường nhậu mà ví dụ tuần, ví dụ gặp bạn bè hay gì anh em đồng nghiệp á thì có nhậu. Còn hút thuốc thì con đang trong từ thời gian cai. Nếu cai được thì tốt, chứ cả nhà cô từ ba nó dưới em rồi không có ai hút thuốc hết. Dạ dạ. Còn nhậu thì nó có mức độ thôi thì được. Dạ, con sẽ cố gắng. Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn thời gian nữa. Dạ. Chúng ta hãy kiểm tra lại tất cả mọi thứ nãy giờ mình trò chuyện để xem trái tim mình nó có rung động hay chưa. Bởi vì khi đến đây có rung động chúng ta mới bấm. Còn không rung động thì không bấm. Em nói em suy nghĩ gì về người đối diện? Mới gặp bạn thì anh nghĩ sao thì anh cứ nói đúng vậy rồi. Đi. Nó cứ không ra là... giờ nó không ra đâu, lúc nhiều khi xong rồi mới nghĩ ra mà giờ không lộn ra được. Thanh nợ nữa rồi. Anh phải ráng nặng ra đi chứ sao anh nợ em hoài vậy. Anh còn nợ em. Thôi, em nếu không nói được đi. Thì thôi. Dạ. Chúng ta thể hiện bằng nút bấm nha. Một cô gái rất là năng động, một cô gái rất là mạnh mẽ, một cô gái rất xinh xắn, một chàng trai cũng thế, nhưng đôi khi cũng hơi rụt rè, bối rối. Nhưng đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định cho cả cuộc đời của mình. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Chúng ta không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì. Bấm nút khi con tim mình đã rung động các bạn nhé. Chuẩn một, bị. 2 3 hết thời gian. Xin mời bạn. Ủa? Em không bấm. Tại sao bạn gái lại không bấm? Dạ em cần một người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có chính kiến riêng của mình. Dạ. Tại anh nợ em nhiều quá đúng không? Anh cứ nợ không, anh không trả lời đúng không? Dạ. Đây cũng là do lỗi của mình đó. Dạ. Thật sự cô gái anh nghĩ rằng là rất là dễ thương đó. Rất cá tính. Nhưng không sao, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống đôi khi nó cũng có những trắc trở như vậy. Biết đâu những cái trắc trở phong ba bão tố nó giúp mình trưởng thành hơn. Và biết đâu điều kiện thì hai em cũng sẽ có thể gặp gỡ với nhau. Dạ. Đầu tiên nhìn là hai bạn rất là xứng với nhau. Nhưng mà đúng là trong cuộc nói chuyện em hơi thiếu một cái sự quyết đoán một chút. Em phải
mạnh mẽ anh, em cứ bị lừng khừng, làm người phụ nữ người ta không có cái niềm tin. Em không có niềm tin. Đúng rồi. Dạ, đôi lúc nhiều khi em run á. Em run đúng không? Dạ. Cũng có thể cũng như có vậy. Cũng có thể như vậy. Anh nghĩ rằng một chàng trai cũng đẹp trai mà, cũng bản lĩnh đấy. Nhưng mà thôi, có duyên cũng có phận, nhưng biết đâu sắp tới chúng ta cũng có phận với nhau. Quan trọng là do em có quyết liệt hay không thôi. Dạ. Cơ hội cũng có thể còn đấy. Rồi, chúc hai em có thể là sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình nhé. Một phút của cô hàng xóm của Quang Lê. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đại trang, đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than. Và cô đang bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua ân tình không dám hò, tôi sợ tim mình. Dạ chị. Rồi, ok, trời ơi, giọng khỏe kinh khủng luôn. Anh Quang Lê có phải quê Hà Tĩnh không vậy? Không, anh Huế. Tại vì hồi xưa chỉ có mấy bạn chị, có mấy thằng nó ở Hà Tĩnh cũng vậy, nó chỉ đam mê bài cô hàng xóm, nghe nào nó cũng hát cô hàng xóm. Không chắc tại hồi xưa cô hàng xóm xinh quá gì ạ? Chắc phải tập. Không, thì chỉ có mấy cậu bạn chị ở Hà Tĩnh á, là hát cô hàng xóm hoài luôn. Lần nào gặp nó cũng ca cả cái bài này luôn. Và tại vì nó dễ hát nữa đúng không? Thời thế hệ 8X nè. Điểm mạnh thì điểm của Chương là cái gì? Nêu ra một số điểm mạnh điểm yếu. Nói thực ra thì em không biết là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nữa. Em nấu ăn nói chung này, thì em nấu ăn là nấu như nào? Bình thường thì em thích nấu ăn, thích ca hát với đi chơi. Là một người biết chia sẻ, biết lắng nghe, quan tâm người khác. Ủa sao lý do sao em đang làm bên kia rồi em lại về Việt Nam? Chắc do một phần là bố mẹ giúp về, với là một phần là cũng mình làm một thời gian quá lâu ấy, mình cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ, là mình muốn về quê làm việc. Nếu bố mẹ không phải về vào Sài Gòn mà để bố mẹ ở ngoài quê? Không, bố mẹ hiện tại thì đang ở Sài Gòn. À, là bố mẹ và nhà anh trai ở Hà Tĩnh. Vâng. Thế lúc đầu hỏi ở Hà Tĩnh à, cũng ở Hà Tĩnh. Tức là bình thường thì ở Hà Tĩnh, nhưng mà kiểu lâu thì vào đúng rồi. Rồi, rồi đi làm Đài Loan 6 năm vậy thì tiết kiệm nhiều không? Chúng tiết kiệm được một tiền nhỏ nhỏ ra thì nhỏ nhỏ thôi, tức là cái vốn đi nó có bị nhiều không? Vốn như hồi xưa em đi thì hết một trăm mấy thôi. Một trăm mấy và về là mang về được tỷ mấy. Chắc không có đâu chứ. Tỉnh đấy. Cái này là kim cương. Nói chung thì ở đa phần thì thanh niên ấy, thì em nghĩ là mình tích góp được một phần nào đấy thôi. Đa số thì bây giờ chị hỏi là tích góp được bao nhiêu? Nói chung tiền thì em không biết. Em gửi về cho mẹ hả? Tiền gửi bố mẹ cầm thôi, nói chung em tiền thì em không chi lý, là bảo là em gửi về từng đấy, cất em từng đấy, hay là sau hết em chỉ gửi về đó thì bố mẹ mà cần thì bố mẹ lấy tiêu hay là gì thôi. Em không quan tâm là bao nhiêu đấy. Nói chung bố mẹ thì không tiêu em. Trong thời gian đi tìm việc thì chưa có việc làm thì lấy tiền đâu ra để tiêu, lấy cái tiền ra để tiêu hả? Nói chung thì bình thường em vẫn đi phụ bán đồ nhỉ. Phụ bán đồ cho anh trai hay là trai người ta hàng lớn? Không, anh trai thì giống kiểu bán đồ online chứ. Đi làm công ty nhưng mà bán đồ online thì mình phụ, hay là hoặc là ai cần gì đó giao thì mình giao. Ship hàng? Vâng. Nhưng mà hiện tại là tương lai sắp tới thì em dự định em kiếm một công việc như thế nào? Tương lai thì em không biết, thì em đang hưởng là em mở quán ăn quán nhậu. Quán nhậu hả? Vâng. Lên kế hoạch chưa?
Em nên tính là cuối năm nay hoặc là sang năm gì? Tức là bây giờ đến cuối năm là em cứ làm những cái công việc đấy rồi. Vâng, vâng. Tức là em giờ bây giờ em đi xin ở ngoài làm xong rồi mình kiểu mình sống ở bên nước ngoài lâu ấy. Ừ. Thì cái phong tục tập quán với là kiểu nói chung là trước giờ em chưa từng khẩu vị của mình nó khác ấy. Tức là em về muốn mình tìm hiểu tìm hiểu cái nếp sống của mình với là cái khẩu vị của người Việt lại ấy. Tại vì em bên này nhiều khi mình đổi cái khẩu vị của mình ấy, mình ở lâu mình tự nhiên mất cái khẩu vị. Nhưng mà trước khi em đi Đài Loan á là em cũng ở Hà Tĩnh thôi chứ em đâu có ở trong đây đúng không? Không chứ. Em tưởng em vào đây làm việc 2-3 năm gì ấy. Ừ. 3 năm. Trong đây là em cũng làm công nhân. Vâng, em làm công nhân. Là học hết cấp 3 ngoài kia xong em vào trong này em làm công nhân. Dạ vâng. Em học giờ 12 thôi. Ừ. Ham chơi. Nói chỉ ham chơi. Tuổi trẻ thì tuổi trẻ bông bột. Tuổi trẻ bông bột. Bông bột cái gì ông này nhìn mặt là biết ham chơi rồi. Giờ còn thích đi chơi mà. Giờ chơi thường đi chơi ở đâu nè. Không chơi nhưng mà mình chơi có mục đích gì ạ? Chẳng hạn như mình có người mình đi chơi hay là gì có công việc mình cần đi chơi. Ừ. Chứ không tạm phải là mình quan hệ. Vâng đúng nói chỉ tạm mối quan hệ chứ không phải là rảnh là đi chơi để giết thời gian. Nói chung rảnh thì cũng có nhưng mà em đa số thì em thích ở nhà quây quần với gia đình là rồi mẫu người hay đi ba không đi chơi trong ba không không đặc biệt ba gọi là chỗ sơ đồng thì em không quá là ưa. Ừ. Thế em đi chơi ở đâu khách sạn em đi chơi thì chủ yếu là tham quan thôi chị. Đi chơi ở trong khách sạn. Không, chỉ là nghỉ vậy thôi. Chị đâu có nghĩ vậy. Chị nói thẳng cho chị đâu có nghĩ vậy. Thế, em giờ em ở lại chị. Thế ở trong khách sạn có gì vui? Chị đâu biết đâu, tại vì chị đâu có đi khách sạn đâu chị biết. Thế sao chị lại có ý nghĩ đấy nhỉ? Thì tại vì mọi người hay nói nên chị hỏi em vậy thôi. Dạ vâng, thế cái đó em chưa đi nên em không biết. Thường thường thì em chơi ở nhà mình thôi. Tại vì mấy thằng này nó hay bảo đi khách sạn chơi vui nên là chị nghe thì chị học lò thì chị hỏi là tụi em thôi chứ tụi em thế, là dân trẻ sau này. Hỏi anh chị đấy thì có ở trong khách sạn có gì vui nhỉ? Trong khách sạn có gì vui? Thú vị ơi. Thú vị không? Tại vì thực ra thì em chưa vào đấy em không biết là vui chỗ nào có thể nói chung. Ở giờ anh chị có giới thiệu cái gì có gì vui thì để sau em còn học hỏi để em rút kinh nghiệm em sau em còn đi. Ví dụ như chúng ta vô khách sạn. Khách sạn có gì vui? Trời ơi! Nghỉ ngơi thôi nhỉ? Chứ trong đời em không có thể thủ vui gì hết. Đúng rồi, mình thay đổi cái không gian sống, không gian nghỉ ngơi. Là cũng là một cái... cũng là một thủ vui nữa nhỉ? Vào đấy đọc sách không ạ? Em đọc sách em cứ tưởng là em vào. Học vào học, học chữ, học chữ ấy. Em đọc sách. Thấy như người bảo vào trong đấy học dễ vào lắm. Thấy nhiều người bảo hay là bản thân em bảo? Không, em thì em cũng đam mê chỗ đấy. Ừ. Ở nhà mình vẫn thích hơn. Rồi, ok. Nhà có chị gái không? Em gái gì không? Nhà một anh trai đầu với một em gái sau. Em gái lấy chồng chưa? Anh trai với em gái lấy chồng. Anh trai lấy vợ mà em gái lấy chồng. Nhà ở hết trong này luôn. Vâng. À. Ừ. À, là còn mình bơ vơ là về bây giờ về mới đi tìm bạn gái. Nói nôm na là ế bền ế vững gì? Ế bền vững hả? Ế bao nhiêu lâu rồi mà ông gọi ông than ế bền vững? Năm, lâu rồi thì mấy năm rồi? Đây là gần 30 năm trên cuộc đời còn chưa dám nói ế bền vững thế này. Đây là chắc ế có chuyên sâu và ế có kinh nghiệm gì ạ? Dài dặn chắc dài dặn kinh nghiệm rồi. 6 năm đi Đài Loan có không có quay ngay hết. Nói chung có thì có nhưng mà thấy chưa lâu thấy chung... chưa vậy là thấy bền vững. Em ế bền vững này em ế bao nhiêu lâu rồi? Em không có thằng gái. Đối với em, trong suy nghĩ em lâu thì là em nghĩ là lâu thôi chứ không mình không tính bằng thời gian bao nhiêu năm gì. Thì chị biết rồi, bây giờ chị đang hỏi em là bao nhiêu lâu rồi em không có bạn gái. Em à? Một năm thôi. Trời đất. Câu đó là em... Không có một năm thôi. em chỉ nói vui tí thôi. No, nhưng mà đúng rồi, cũng chưa có từng lập gia đình lần nào thì cũng coi như ế bền vững được. Những cái kia gọi là tìm hiểu, những mối quan hệ tìm hiểu. Tìm và hiểu. Tìm hiểu hả? Ừ. Tìm hiểu được bao nhiêu người rồi? Chắc khoảng là 3-4 người. Ừ, 3-4 người. Mỗi người trung bình được bao nhiêu lâu? Cũng tùy thôi chị ạ. Tùy... ngắn nhất bao nhiêu, dài nhất bao nhiêu? Ngắn nhất thì chắc có lẽ 3 tháng. Dài nhất thì 2 năm. Ừ. Tại sao cái mối tình 2 năm đó lại chia tay? Vì
khoảng cách địa lý với là cái lối sống ở ngoài Bắc á. Em ở miền Trung mà ngoài Bắc người ta nói chung họ thích con cái nó lấy ở trong gần hơn, người ta quan tâm, người ta lo lắng rồi là giúp đỡ được nhiều hơn. Người ta sợ con gái vất vả. Xong rồi bạn ở đâu, bạn gái em ở quê ở đâu? Ở Hải Dương nhỉ. Chẳng muốn cho bố mẹ chị con đi khai rồi, bố mẹ chị bảo bà nào biến đổi trả ai thế là mày vì nhưng mà đi... lúc đấy là quen là em cũng đi Đài Loan. Dạ. Em quen ở bên Đài. Quen bên Đài, bạn nó cũng bên Đài luôn. Vâng. Thế đã đi xa hết rồi mà lại còn sợ đi xa nữa. Vậy thì sao không? Không phải, vậy tại là, vì là chị thấy là tụi em có vấn đề chứ không phải là từ bên gia đình người ta. Tức là bên gia đình ạ. Nhưng mà kiểu người ấy thì thương bố mẹ nhiều hơn. Sợ kiểu bố mẹ người ấy. Tức là giống kiểu người ta thương con, người ta giống kiểu mà thương con thái quá, người ta sợ khổ vất vả nên người ta nói nhiều ấy. Xong thì kiểu mình cũng không muốn người ta tâm lý là bố mẹ lo lắng khổ nhiều, xong rồi con cái suy nghĩ nhiều ấy. Mình cũng không muốn vì mình mà làm khổ người ta, người ta phải suy nghĩ. Tại nói như lúc đầu em là giống kiểu người cũng hiểu cho người ta. Điểm đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu em, giống kiểu em suy nghĩ cho người khác nhiều ấy, nhiều khi chịu thiệt về bản thân mình ấy. Quen 2 năm là cái thời gian đó là bên Đài Loan. Vâng, đúng rồi. Chứ bạn ấy về chưa? Về nước chưa? Hiện tại thì vẫn đang làm việc ở Đài Loan. Rồi mai mốt lấy chồng Đài Loan cho coi. Cái đó em không biết. Không, chị cá với em luôn á. Tại vì thực ra cái gọi là cái có thể là tụi em tình cảm tụi em chưa đủ lớn để nó thuyết phục được gia đình thôi. Vâng. Chứ lại duyên số thôi chứ còn vâng. Đằng nào là cũng đã đi từ Hải Dương mà sang đến Đài Loan rồi mà bố mẹ còn sợ con xa nữa. Đúng không? Không còn giống kiểu người Bắc ở chỗ đấy, giống kiểu người ta công nhân viên chức ấy, với lại là người ta theo cái lối sống cũ ấy chị. Chị cũng người Bắc nè. Không phải, tại vì em không biết, nhưng mà ở theo như em cảm nhận được thì người ta theo cái phong tục tập quán theo giống kiểu hồi xưa ấy gì. Nó kiểu theo kiểu hồi xưa nhiều. Phố Hiến. Hải Dương Hưng Yên, Hải Hưng, Phố Hiến á. Hơi khắt khe với chủ đấy chị. Tại vì nhiều ở ngoài đấy nhiều người lấy ra ngoài Bắc cái gì ở hàng xóm ấy, người ta thấy khổ ấy nên là người ta vẫn ngăn cấm mình nhiều. Có thể là thực ra là có thể là một cái điểm gì đó ấy thôi chứ cũng không phải là địa lý thì xa xôi đâu. Nói vậy để cho em là có nghĩa là sau này em có gặp những cô miền Bắc, miền Trung, miền Tây, những cô miền khác để mình thoải mái, mình không có bị gọi là bị cái nét ảnh hưởng văn hóa. Có nghĩa là chỉ có là gia đình người ta như vậy thôi chứ không phải là văn hóa một vùng miền đâu. Chẳng qua là có thể là mình họ chưa có ưng ở mình một cái điểm nào đó thì họ lấy cái lý do đấy. Hiểu ý chị không? Hồi trước thì em còn nói chuyện qua một lần rồi, nhưng mà kiểu xong rồi. Đợt đấy là dính một cái vụ là em họ xong rồi là cũng yêu một người ở chỗ miền Trung, chỗ em, xong rồi kiểu tan vỡ ấy. Xong rồi nói chung là cũng có bầu bí ấy. Xong rồi kiểu mà như mà bạn kia bạn không nhận đúng không, người bạn trai không, kia là không phải không nhận mà theo kiểu cuộc sống nó không được thoải mái vui vẻ, xong rồi theo kiểu là người ta kỳ hơi bị kỳ thị chỗ em ấy. Thì bởi vậy chị mới nói em là chị không có nói thẳng ra, nhưng mà chị nói là có một cái điểm nào đó ở mình mà người ta chưa ưng, cho nên là người ta mới gọi là người ta tìm cái cớ thôi. Em hiểu ý chị không? Chứ không phải là cái vùng miền, họ chỉ tìm cái lý do để họ lảng tránh thôi. Chứ đằng nào cũng đã là đi xa rồi, đi xa sang đến tận Đài Loan được rồi thì không phải là riêng em có thể cố hợp duyên với một người miền Tây. Em hiểu là giống kiểu một là cái chỗ nói chung là họ không thích người miền Trung. Vâng. Nói đúng từ như thế cho nó vua ơn, cho nó gọi là thẳng thắn đi. Vâng, nãy vâng, giờ vâng. Chị hơi gọi là thôi em chấp nhận đi, em chấp nhận. Không phải không, cái này là chị chia sẻ thật luôn. Vâng. Tại vì là nếu như không gặp cái trường hợp cái cô em họ của bạn gái em á thì có thể là nó du di được. Tức là tụi em tìm cách em thuyết phục kiểu như cuộc sống xung quanh người ta tạo nên cái lối sống của mình, cái suy nghĩ của mình.
Thì đó. Sao em nghĩ là như thế? Cho nên thì bởi vậy cho nên là họ đã gặp, tại vì chính người thân của họ gặp cái trường hợp đó. Nên là thành ra họ sẽ bị mặc định trong đầu là à cái người miền Trung họ không tốt. Nhưng mà vấn đề là người miền Trung thì cũng có người này người kia, người miền Bắc cũng có người này người kia. Vâng. Cứ bảo người miền Bắc đàn ông miền Bắc gia trưởng chứ đâu phải là 100% đàn ông gia trưởng. Bảo người miền Tây là không có chịu làm ăn chứ đâu phải 100% người miền Tây là không chịu làm ăn. Vâng, theo như em nghĩ thì em như thế, em đồng quan điểm với chị là ở đâu thì cũng có người tốt người xấu thôi. Cho nên thành ra bởi vậy chứ em số em xui. Nói đúng một cái là số em xui là tại vì con em họ và bạn gái em nó cũng dính một cái trường hợp như thế cho nên là em cũng bị đúng đạn chung. Vâng. Rồi mỗi người yêu của mình mong muốn là như thế nào? Chi tiết ngoại hình ạ. Cao thì em không cần cao vào, nói chung đừng quá thấp. Mét rưỡi được không? Em mét 73, bạn gái mét rưỡi được không? Vâng, mét rưỡi đồ lên được. Em là mét 75 đúng không? Dạ vâng. Rồi, ngoại hình sao? Mét rưỡi đổ lên rồi tóc tai rồi mắt mũi miệng sao? Ngoại hình thì không quá khó nhìn là được. Với lại em không thích người quá mập. Rồi, không quá khó nhìn là không quá khó nhìn như thế nào? Tức là không quá mập, không quá gầy. Có gì nữa? Còn tóc thì sao cũng được, ngắn dài được. Với nhuộm tóc hay gì ấy, thì mình không nhuộm lè lẹt quá. Với trang điểm vậy mình không quá lè lẹt quá là bình thường. Ông Vũ nhất định không? Em thì em thích tính người hiền lành thật thà. Nãy giờ các chị có hiền lành thật thà không? Dạ. Nãy giờ nói chuyện với các chị em có thấy không, các chị hiền lành thật thà không? Nói nhiều khi em đùa tí cho vui thôi chứ em tỉnh em thì em thật. Thì chị đang hỏi em là nãy giờ em nói chuyện với tụi chị thật, em thật, thật. Em có cảm nhận được tụi chị thật thà không? Thì nói chung chưa biết anh chị nhiều nên em không biết là thật thà em thì em chỉ nghe là anh chị nói vậy thì em nghe vậy thôi chứ em không biết là thật hay là không. Thì bởi vậy chị mới hỏi em có nghĩa là tại vì sao tụi chị cũng làm việc với cô gái kia cũng có khoảng thời gian bằng em thôi. Vâng, cho nên là nó chỉ là có một cái khoảng thời gian rất là ngắn để tụi chị có thể là định hình được cô đó hoặc là định hình được bọn em là người như thế nào thôi, hiểu không? Cho nên là có những cái gì nó thật, nó chi tiết, nó có thể là phơi bày nó trước mắt để tụi chị cảm nhận được bằng cái cảm nhận ban đầu và bằng mắt thường.